cùng thân là đồng đại tình cảm trước sau, nhắn nhắn thêm tấm lòng vàng của phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hương Yên đã phải thắp nhang kính viếng Hương Hồ Nông và chia buồn cùng Tăng Quyến. Xin kính mời đoàn an toàn ra bàn rơi nước rơi chầu sẽ chia nỗi buồn cùng với gia tăng. Một giờ chiều ngày mai bất cứ thời gian vàng ngọc trả lại gia tăng rơi nước rơi chầu dù để an táng bất ngờ một đoạn đường ra xe phải đài hóa thân hoàn cũ trong lúc tăng gia bối rối bất nước đến chầu có điều gì sơ suất cho gia đình chúng tôi xin được một đoạn đường thương thay lời gia tăng trù một lần nữa xin đa tạ chân thành và cảm ơn. Tiếp theo tăng lễ tăng gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ngoại bà bào nhận được tin ông về gói lĩnh hàng theo tiên tổ giờ này về thắp nhang kính viếng Hương Hồ Nông và chia buồn cùng Tăng Quyến. Tăng lễ tăng gia đình xin trân trọng kính mời. Gia tăng xin được chân thành cảm ơn. Thắp nhang kính viếng ông xong xin kính mời các ông các bà các bác ra bàn rơi nước rơi chầu để cho gia tăng có đôi lời cảm tạ. Một giờ chiều ngày mai trả lại gia tăng kiến hô của đoạn đường ra xe về đài hóa thân hoàn vũ thay lời gia tăng chủ một lần nữa xin đan tạ chân thành và cảm ơn. Nhận được tin ông 250 theo hầu tiên tổ với tình cảm nghĩa tình công an xã dân tiến do Nguyễn Văn Huy trưởng công an xã làm trưởng đoàn giờ này về thắp nhang kính viếng Hương Hồ Nông và chia buồn cùng Tăng Quyến. Tăng lễ tăng gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời. Kính thưa sư môn, ông Hoàng Quốc Việt cùng toàn thể tăng gia, nhận được tin ông 250 về với tiên tổ, tổ chúng tôi đại diện cho lực lượng công an xã Dân Tiến là nơi con trai ông đồng chí Hoàng Minh Trác hiện đang công tác đến có vòng hoa tươi, nén hương thơm, kính viếng Hương Hồ Nông và chia buồn sâu sắc cùng gia đình. Xin phép gia đình và đề nghị đoàn để phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thật là tròn nghĩa huyền tình nén nhang thơm tấm lòng vàng của công an xã Dân Tiến các bài thắp nhang kính viếng Hương Hồ Nông và chia buồn cùng Tăng Quyến. Xin kính mời đoàn ra bàn rơi nước rơi chầu để cho gia tăng có đôi lời cảm tạ. Một giờ chiều ngày mai bất cứ thời gian vàng ngọc trở lại gia tăng kiến hương của đoàn đường ra xe về đài hóa thân hoàn vũ trong lúc tăng ra bối rối bất cứ đến chầu có điều gì sơ xuất cho gia đình chúng tôi xin được một lần nữa xin thay lời gia tăng chủ một lần nữa xin đa tạ chân thành và cảm ơn.
lời chương trình lễ viếng chiều nay. Ban tổ chức đã đăng ra để chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ngài được khi đăng về cõi Vĩnh Hằng theo tên đồ với tình cảm nghĩa tình gia đình ông năm ông gia ở Hải Phòng và gia đình cháu trú ở Trung Hòa trong trần nuôi tính tặng dược đoàn và lại về thắp nhang kính mến hơn của ông và chia buồn cùng tang quân tang lễ tang gia đình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đây 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 đây.